Hôm nay tiếp tục mình có mặt ở trên Châu Thành nha các bạn. Châu Thành tỉnh An Giang. Này mình ra ruộng nha các bạn. Để mình cắt cái cây còng khủng nha các bạn. Cây còng này khá là khủng nha các bạn. Gốc của nó cực kỳ luôn. Tàn của nó lên nặng vào tới đây luôn các bạn. Dưới đây có cái máy đang bơm nước vô nè các bạn. Nằm đây cái bọng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi phụ vô vô giữa bên cho ta. Gói lên đó luôn bộ. Nè, nút bên là đây luôn nha bạn. Nút bên là tiếp đến cái nhánh bên đây. Quá im thấy không? Gà dưới tới không? Ở dưới có nhánh nhỏ đó. Chưa. Cái nhánh nào bìa bên đó luôn rồi. Mà lúc hiện là trên này anh sẽ ảnh bọc nha. Tại cái tợt này nó nằm ngay cái máy luôn nha các bạn. Oh, my God.
Sợ đá góc qua. Sợ đá góc qua. Ôi ôi. Chơi tôi tạng. Nên nó bấm cái này nó cái lóng nữa mà. Wait. Xuống đi. Để anh nhánh nó quành nó đá xuống đó. Xuống đi. Đánh xuống rồi. Cho thằng nó quành anh xử cái nhánh này xong rồi xuống anh xử luôn.
Xuống chỗ phải không chết luôn chịu. Biết rồi. Đi nghe cái đầu bọng đó. Đây nè, nó nhào xuống dây gan nè. Giờ anh Hải lên anh cổ đó, trời. Xả mấy cái tật này nha bạn. Tại mấy tật này làm nhỏ mình không có giáp nha. Cho cái chỗ cong á. Rồi. Bỏ hút ra đi. Ra ngoài đổ
tội hết biết lỗi rồi. Nhá dưới đi hả ơi. Đợt này thật lớn nó xé đó. Môi này ra coi. Chỗ đứng được để bắt thành cái đó. Dạ. Vậy? Đó. Đó. Nó tỉnh kéo vô thôi. Cái này cắt cái mai. Ừ.
bả đi. Còn phía sâu lắm. Xong hết nghe ba. Tăng lên chút xíu, tăng máy nằm đây nghe ba.
Gốc ngọc này khủng không? Như là chợ nữa. Gốc đẹp đẹp không? Lỗ thì ghê. Lỗ giờ tới giờ. Ừ. Không lấy gì là lấy hết cây giống luôn đó hả? Hết luôn rồi, lấy hết luôn còn gì hết rồi. Bứt cái rễ này luôn hay không? Rễ này nằm dưới rồi, nằm trên luôn nè. Lấy xuống dưới khoảng một tấc mấy nữa. Gì đó. Ta tâm sự rồi. Rồi, xong hết chưa mà. Dạ. Xin kết thúc cái clip này đây nha. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cây nào nó quá trời khủng mà. Này sẽ cẩu vô nữa, ta cẩu vô nha bạn. Chứ mình không có bỏ gì đâu nha. Sao lỗi không?